Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh tin tức của Sóng TV. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn suy nghĩ rằng hiện tại Việt Nam đang sở hữu những loại vũ khí nào? Dưới đây sẽ là 10 loại tên lửa chủ lực của Việt Nam khiến thế giới phải khiếp sợ. Các bạn thân mến, trong khu vực Đông Nam Á, quân đội Việt Nam hiện đang sở hữu những dòng tên lửa đẳng cấp dẫn đầu về kỹ thuật quân sự, trong đó có cả dòng tên lửa hành trình, tên lửa đối hạm hay tên lửa đạn đạo. Tất cả đã tạo nên sức mạnh và uy tín cho quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy thì cụ thể đó là những loại tên lửa nào? Các bạn hãy cùng với Sóng TV tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, khi nhắc đến các loại tên lửa đang có trong biên chế của Hải quân Việt Nam, thì chúng ta không thể nào không nhắc tới tên lửa chống hạm KH-35E, là một loại tên lửa chống hạm tốc độ cận âm được sử dụng phổ biến nhất trên tàu chiến hải quân của ta hiện nay. Dòng tên lửa này có thể được phóng đi từ nhiều nền tảng khác nhau như tiềm kích, trực thăng, bệ phóng mặt đất với khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa, ngoài đường chân trời, trần bay cực thấp để tối giản thời gian một lộ trước phương tiện trinh sát và đã phát hiện mục tiêu của các hệ thống phòng thủ. Về thông số cơ bản, mỗi quả KH-35E dài 4,40m, có sải cánh 0,93m, đường kính 0,42m và trọng lượng 630kg. Nhìn chung thì kích thước của nó khá nhỏ gọn, thuận tiện trong việc di chuyển, lắp đặt. Ví dụ như khi trang bị trên tàu tên lửa 12-418 Monida, có thể mang tới cơ số đạn 16 quả KH-35E dù chỉ có lượng giáng nước 500 tấn. Ngoài ra, các tên lửa KH-35E còn được đặt trong ống phóng kim, ống bảo quản có thể tái sử dụng của bệ phóng KT-184, có thể lắp đặt từng quả hoặc cùng 4 quả sẵn sàng trong việc thay thế. Đặc biệt, loại tên lửa này có thể mang đầu đạn dẫn radar chủ động Oriti SG-35E được thiết kế để có thể dẫn đạn bay trúng mục tiêu được phân công ở pha cuối hành trình. Trong đó, đầu tiên vẫn phải thực hiện những tính năng như phát hiện và lựa chọn đúng mục tiêu mặt nước, cần công kích cho thông số được nạp từ đầu xác định và cung cấp thêm số mục tiêu và tốc độ tiếp cận mục tiêu. Chọn máy tính trên tàu phóng có thể quét mục tiêu từ khoảng cách tối đa 20km, khối lượng 40kg, thậm chí là trong điều kiện biên động tới cấp 6 với vận tốc bay xấp xỉ 900km/h. Những quả KH-35E của Hải quân Nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể tiêu diệt các mục tiêu có lượng giáng nước lên đến 5.000 tấn từ khoảng cách 300km chỉ với một đòn đánh duy nhất. Chính vì vậy mà nó đã trở thành lực lượng xương sống của quân chủng Hải quân và trang bị phổ biến trên biển đội tàu tên lửa Monida, lớp tàu tấn công hiện đại và đông đảo nhất Việt Nam hiện nay, hoặc trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh tàu hộ vệ tên lửa lực Safat. Và thứ hai đó là chính là tên lửa hành trình Moskin, có tên đầy đủ là B-271 Skin. Đây cũng là một trong những vũ khí khí tài hiện đại của Hải quân Việt Nam, được lắp đặt chủ yếu trên tàu tên lửa Monida 12418. Về thiết kế, B-270 Moskin được thiết kế theo mô hình khí động học tối ưu dành cho vật thể bay, tốc độ siêu âm vì sử dụng động cơ phản lực, dòng khí thẳng, có động cơ khởi động sử dụng nhiên liệu trắng, hoạt động trong 4 giây đầu tiên, sau đó khí phóng và động cơ phản lực dòng thẳng nhiên liệu lỏng cho giai đoạn bay hành trình. Vậy nên, nó có thể đạt tầm bắn tối đa tới 120km khi bay ở chế độ cao thấp hoặc 80km với chế độ thấp thấp, cự ly tương đối là 160km. Bên cạnh đó, đồng thời thì phương thức dẫn bắn bằng radar thụ động còn cho phép tên lửa B-271 Moskin nhận diện những nguồn gây nhiễu tích cực và sử dụng chúng làm kênh dẫn đường. Đặc tính này khiến cho Moskin có khả năng chống chế áp đặt điện tử rất cao. Chỉ với 15-17 quả tên lửa Moskin là đã có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực. Ngoài các trang bị trên, các loại tàu chiến TV-270 cũng có thể lắp đặt cho máy bay chiến đấu Su-27 hoặc Su-32SH khi máy bay phóng tên lửa ở độ cao cực đại là 12km so với mặt nước biển. Nó có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Thứ ba, đó chính là tên lửa Satron, tổ hợp được thiết kế nhằm tiêu diệt tất cả các loại chiến hạm. Đây là vòng có lửa hành trình đối hạm tầm xa, là biên chế chống hạm của tên lửa đạn đạo hạt nhân. Thiết kế này là 4K-44, còn ký hiệu là NATO, là SSN-3 Sesto. Từ lâu, loại vũ khí này đã nằm trong trang bị của quân chủng Hải quân Việt Nam.
và thậm chí còn có thông tin về Việt Nam tiến hành cải tiến, nâng cấp bắn tên lửa Sirius lên tới 900 km. Tầm tấn công có thể bao phủ hầu hết diện tích Biển Đông. Điểm nổi bật khi nhắc tới loại tên lửa này chính là khả năng mang đầu đạn tới 800 kg thuốc nổ hay 100 kt hạt nhân. Một sức công phá khủng khiếp, thừa khả năng đánh chìm chiếm hạm cỡ lớn trên 7.000 tấn, chỉ với một phát bắn duy nhất và thậm chí có thể đánh chìm cả tàu sân bay. Còn về kích thước, nó có chiều dài là 10m, đường kính 0,9m, sải cánh 2,6m, cùng trọng lượng phóng 4.500 kg. Đồng thời sử dụng hai động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn và động cơ hành trình nhiên liệu lỏng giúp nó có tầm xa 460 km và đạt tới tốc độ Mach 1,4. Sau khi phóng lên, tên lửa sẽ leo lên tầm cao, tăng tốc tới và bắt đầu tìm kiếm vùng phía trước với radar tìm được của nó. Hình ảnh kết quả được truyền tới tàu phóng thông qua một kênh TV và hiện nay loại tên lửa này còn được đang trang bị cho tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa của Hải quân Việt Nam. Đây cũng chính là tên lửa đối hạm có tầm bắn xa nhất của Việt Nam hiện nay và thứ tư, tên lửa Chakhon. Thực chất thì Chakhon chính là phiên bản xuất khẩu của tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh B-800 OLED. Đây là phiên bản sử dụng cơ phản lực dòng thẳng UB-80 3M55, còn NATO gọi dòng tên lửa B-800 này là SSN-26. Thông số cơ bản của Chakhon bao gồm chiều dài 8,9m, đường kính 0,67m, trọng lượng phóng 3 tấn, đầu đạn 250 tấn và tầm bắn từ 120 đến 300 km tùy chế độ bay. Thế nhưng nổi bật nhất chính là tốc độ Mach 2.5 dù khá nặng, thế nhưng nhờ động cơ phản lực dòng thẳng sử dụng nhiên liệu lỏng và có thể đạt tốc độ siêu âm ở mỗi giai đoạn bay, tạo nên lượng công phá rất mạnh mẽ, đủ sức vô hiệu hóa mọi loại tàu chiến đang có mặt trên khắp các đại dương. Và đây cũng là loại vũ khí có thể phóng từ đất liền, tàu mặt nước, trên không hay từ tàu ngầm. Sau này người ta còn dựa trên thiết kế của Chakhon để tạo lên nền tảng để phát triển tên lửa TG-10 Ramos. Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. Hiện nay, Hải quân Việt Nam đang sử dụng tên lửa Chakhon trong hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển. Trong tương lai gần, chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được lắp đặt trên tàu chiến. Thứ năm, tên lửa đạn đạo hay còn được gọi là tên lửa N-11-17 thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch chiến thuật 9K-72 Oster do Liên Xô phát triển. Mỗi chiếc Eros-17E có chiều dài là 11,2m, đường kính là 0,88m, cùng trọng lượng phóng 5,9 tấn. Thiết kế của Er-17 có thể mang được đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân từ 5 đến 7kg. Tông đầu đạn hóa học với đầu đạn thuốc nổ, tốc độ va chạm 1,4 km trên giây sẽ tạo ra hố sâu 1,5 cho đến 4 m, rộng 12 m. Đạn tên lửa R-17E thường được đặt trên bệ phóng di động 9B-117 Duragen, dựa trên khung gầm cơ sở xe vận tải hạng nặng MAD-543. Khi phóng tên lửa sẽ được không nâng, đạn dừng đứng thẳng và bắn đi. Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á được trang bị tổ hợp tên lửa đạn đạo có uy lực tấn công cực lớn này. Các tổ hợp kết hợp đã được bàn giao cho Việt Nam từ cuối những năm 1970 và vẫn sẽ được tin tưởng cho đến tận bây giờ. Kính thưa quý khán thính giả, các bạn có suy nghĩ gì về sức mạnh quân sự cũng như vũ khí của quân đội nhân dân Việt Nam? Hãy lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.